Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 116, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách, Tàng Thư Viện, biên soạn Minh Hoàng. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe tập cuối cùng. Ước chừng qua một canh giờ, khí lưu màu vàng đất bao phủ toàn thân Tần Vũ mới dần dần biến mất không còn nữa, hoàn toàn đã rót vào trong cơ thể. Tần Vũ hít vào một hơi thật sâu, khẽ ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Hỗn độn lực vô tận đang điên cuồng hướng về bốn phía khuếch tán, từng luồng khí màu vàng đất đang không ngừng tràn ra, lấp đầy mỗi một tấc không gian trong sân động này. Không hổ là địa nguyên tố pháp tắc dung nạp toàn bộ, sinh mệnh nguyên lực này quá lợi hại rồi. Tần Vũ cảm khái nói, sinh mệnh nguyên lực dung hợp vào hỗn độn lực để rót vào trong da thịt, cùng mạch máu của ông đã hoàn toàn dung hợp, dường như toàn bộ thân thể cũng theo đó mà sáng bừng lên. Thiên Khải nhìn Tần Vũ, trong mắt cắt ra một tia mỉm cười rồi nói, nếu như là thần thiên khác muốn hoàn mỹ lĩnh ngộ sự cố hóa trong địa nguyên tố pháp tắc cùng hỗn độn lực dung hợp như thế nào thì ít nhất cũng cần thời gian gần 100 năm, nhưng ngươi cùng Tiêu Bất Phàm thì khác nhau, hiện giờ ngươi cũng coi như đạt tới cảnh giới thượng bộ thiên thần đỉnh rồi. Tần Vũ gật gật đầu nói, đa tạ Thiên Khải đại ca. Tập Thiên Tông ở bên cạnh lên tiếng, Thiên Khải đại ca, thời gian cũng sắp đến rồi, chúng ta bắt đầu đi. Thiên Khải mỉm cười, cũng tốt, chúng ta đi thôi. Tần Vũ nhướng mày thầm nghĩ, chẳng lẽ sắp tới lúc tuyển chọn trưởng khống giả tối cao rồi sao? Mọi người theo Thiên Khải đi lên trên cái sân rộng lớn của đỉnh núi Vô Danh Sơn. Giờ phút này toàn bộ thần thiên gần như đều đã ở đây. Trong nháy mắt nhìn thấy Tần Vũ, ánh mắt mọi người đều trở nên kinh ngạc hơn. Bọn họ dường như cho rằng nguyên thủy thần thiên bảng còn trên người hắn. Thần thiên bạch phát kim đồng cũng ở nơi này. Lúc hắn nhìn thấy Tần Vũ thì trong mắt hiện lên một ít khiếp sợ. Thực lực của hắn dường như đã mạnh hơn. Lúc nãy là hắn cố tình che giấu thực lực sao? Hắn đương nhiên không biết Tần Vũ nhận được sự cố hóa địa nguyên tố pháp tắc của Thiên Khải. Hiện giờ ông đã có cảnh giới thượng bộ thiên thần đỉnh. Tần Vũ nhìn chăm chú hơn 20 tên thần thiên, mà trong đó phần lớn thần thiên đều bị Phong Thần Nguyệt giết chết rồi. Còn người chết ở trong tay Tiêu Bất Phàm cũng không ít. Toàn bộ thần thiên đều tụ tập ở đây, hình thành một dòng từ trường uy hấp mãnh liệt, khiến toàn bộ Vô Danh Sơn cũng đang hơi hơi rung lên. Phụ thân! Đột nhiên phía sau chuyển tới âm thanh quen thuộc của một người. Tần Vũ còn chưa xoay người liền cảm giác được hai luồng khí tức quen thuộc. Sương Nhi, tứ đệ! Nhìn thấy Hồng Quân cùng Cổ Bàn cách đó không xa, trên mặt Tần Vũ lộ ra vẻ tươi cười. Hồng Quân hưng phấn nói, phụ thân, con cũng đặt tới cảnh giới thần thiên. Không lâu sau, thần thiên đời thứ nhất nói cho con biết phải tới Vô Danh Sơn để tuyển chọn người có quyền tối cao nắm trong tay. Bởi vì mấy năm nay phụ thân đều ở bên trong dốc lòng tu luyện, cho nên con không cách nào nói cho người việc này. Cổ Bàn cũng có vẻ hết sức kích động. Tiểu Quân trở thành thần thiên không lâu thì đệ cũng bước vào cảnh giới thần thiên, xem như tu luyện linh hồn đi. Tần Vũ nhẹ nhàng thở dài nói, ta cũng được nguyên thủy thần thiên bảng, các ngươi trở thành thần thiên ta tự nhiên là người thứ nhất biết được. Tuy nhiên mấy năm nay ở dưới sự chỉ đạo của Tiêu tiền bối, ta dốc lòng tu luyện nguyên tố pháp tắc, cho nên ta không thể đi gặp các ngươi được. Hồng Quân lắc lắc đầu, phụ thân, tu luyện quan trọng hơn. Hiện giờ Thiên Minh cùng Hầu Tử cũng đạt tới cảnh giới chủ thần và cũng nhận được chủ thần lực rồi. Tốt lắm, tốt lắm. Tần Vũ nhìn thấy Hồng Quân cùng Cổ Bàn thì đáy lòng của ông cảm giác kích động dị thường. Dù sao 3000 năm qua gần như không một lần gặp mặt, trước sau đều đắm chìm trong sự dung hợp hỗn độn lực cùng nguyên tố pháp tắc. Giờ phút này Thiên Khải chậm rãi đi tới giữa sân, toàn bộ thần thiên đều nhường đường. Lực uy hiếp của thần thiên tối cao kia khiến tất cả mọi người đột nhiên cảm giác rung động ở đáy lòng. Mà Tập Thiên Tông cùng Mộng Như Yên chia nhau đứng ở hai bên Thiên Khải. Từ trong lời nói của Thiên Khải thì có thể thấy bọn họ không tham dự tranh đoạt quyền tối cao nắm ở trong tay. Trên khuôn mặt có chút già nua của Thiên Khải đột nhiên toát ra một ít vẻ tươi cười thần bí. Lập tức giơ tay trái lên, đột nhiên hiện ra quyển trục thật lớn màu vàng nhạt xuất hiện, chậm chậm mở ra. Nguyên thủy thần thiên bảng. Ánh mắt toàn bộ thần thiên đều tập trung vào nguyên thủy thần thiên bảng phía trên. Các đời thần thiên đều đã từng trải qua việc nắm trong tay quyền tối cao,
cảm giác quen thuộc kia đến nay khó có thể quên được. Ánh mắt Tần Vũ cũng rơi trên nguyên thủy thần thiên bảng kia, nhíu nhíu mày nói, cuối cùng cũng phải tuyển chọn người nắm trong tay quyền tối cao rồi. Hồng Quân hỏi, phụ thân, vì sao họ phải tuyển chọn người nắm quyền tối cao ở trong tay? Cổ Bàn cũng lộ ra vẻ lo lắng, dường như thiết tha muốn biết đáp án. Tần Vũ nói, thần thiên đời thứ nhất muốn ngăn chặn thần thiên sát hại lẫn nhau, tuy nhiên trọng yếu hơn là vũ trụ này cần phải có một trưởng khống giả tối cao thích hợp để nắm giữ. Nếu như không phải là Tam Ca, vậy sẽ là ai đây? Cổ Bàn có chút nghi hoặc nói, sau đó thì sẽ biết thôi, ta không biết Thiên Khải đại ca phải tuyển chọn như thế nào nữa. Lúc này thanh âm khoáng đạt của Thiên Khải vang vọng toàn bộ Vô Danh Sơn, âm thanh của ông tựa như xuyên qua linh hồn của toàn bộ thần thiên, có vẻ hết sức trầm lắng. Không lâu trước, các vị nhờ vào lực của nguyên thủy chí tôn Linh Bảo may mắn từ trong thần thiên mộ địa mà sống lại, đây chính là may mắn cực lớn. Nhưng ở bên trong nguyên thủy vũ trụ chỉ có một người có thể nắm trong tay nguyên thủy thần thiên bảng, cho nên ở Vô Danh Sơn lần này ta muốn chọn ra trưởng khống giả tối cao. Lúc này trong đó có một vị trung bộ thần thiên lớn tiếng nói, như vậy sơ nhậm thần thiên đại nhân, vì sao người không đến làm trưởng khống giả tối cao này? Thiên Khải lạnh nhạt cười, bởi vì ta chắc chắn không phải người đó. Chắc chắn không phải ư? Trong lòng Tần Vũ thầm nghĩ có chút nghi hoặc, có lẽ đây chính là hạn chế của nguyên thủy pháp tắc. Như vậy thưa thần thiên đại nhân, người như thế nào thì sẽ được tuyển chọn đây? Lúc này Phong Thần Nguyệt lớn tiếng nói, nháy mắt ánh mắt mọi người đều rơi trên người của Thiên Khải cùng đợi ông trả lời. Rất đơn giản. Khóe miệng Thiên Khải lộ ra một ít mỉm cười, tay vừa lật tấm bia đá kia đặt ở mép sân đột nhiên rung động lên, sương mù màu xanh ở bên ngoài dần dần biến mất, hiện ra bốn chữ to: Thần Thiên Chiến Trường. Trên mặt mọi người đều hiện ra vẻ kinh ngạc. Rất hiển nhiên lúc này thần thiên đời thứ nhất muốn cho toàn bộ thần thiên huyết chiến một hồi, kẻ có năng lực thì có được nguyên thủy thần thiên bảng. Mộng Như Yên thoáng cau mày nói, ngươi mà làm như vậy sẽ chết đi rất nhiều thần thiên. Thiên Khải lạnh nhạt nói, tổng hết thảy phải có kết quả, nếu không xác lập ra cường giả chân chính thì sau này sau khi những thần thiên còn sống sáng tạo ra sinh mệnh vũ trụ cũng sẽ bắt đầu tàn sát chung quanh, đến lúc đó tình huống sẽ càng khó lường hơn. Tập Thiên Tông hừ lạnh một tiếng thật mạnh, như vậy cũng tốt, ta thật muốn nhìn thấy rốt cuộc ai có năng lực mạnh hơn. Vù, một luồng uy áp mãnh liệt quét xuống, nháy mắt quét sạch toàn bộ Vô Danh Sơn. Toàn thân Hồng Quân cùng Cổ Bàn run lên, đột nhiên bọn họ cảm giác được cỗ áp chế lực lượng mạnh mẽ tự nhiên trên lưng đỡ hai ngọn núi lớn. Phụ thân thật là lợi hại. Âm thanh của Hồng Quân cũng có chút run rẩy, dù sao hắn cùng với Cổ Bàn đều mới bước vào thần thiên không bao lâu, đương nhiên không thể chịu được trung bộ, thượng bộ, thậm chí là thần thiên cảnh giới đỉnh phong phóng ra uy áp. Ầm ầm ầm, cả tòa Vô Danh Sơn đều đang kịch liệt run rẩy. Thế nhưng giờ phút này chung quanh thân núi đột nhiên phóng thích ra từng tia sáng xanh mênh mông, Vô Danh Sơn kia đang kịch liệt rung động giống như nhận được sự vỗ về, đột ngột yên tĩnh trở lại. Tần Vũ thất kinh nói, xem ra Thiên Khải đại ca đã thiết lập một loại cấm chế nào đó ở trong này, nếu không thật sự nhiều thần thiên như vậy mà huyết chiến cùng nhau, cho dù là nguyên thủy vũ trụ cũng sẽ sinh ra dung chuyển kịch liệt. Tập Thiên Tông nhìn qua có chút không kiên nhẫn, trầm giọng nói, Thiên Khải đại ca, nhanh bắt đầu đi. Thiên Khải lạnh nhạt cười, được rồi. Một tay ném đi một tia sáng xanh mênh mông dung nhập vào trong nguyên thủy thần thiên bảng, quyền trục thật lớn kia lấy tốc độ kinh người bay lên trên. Vút vút vút, hơn 20 đạo bóng người biến mất trong hư không, hướng tới quyền trục kia bắt tới. Nguyên thủy thần thiên bảng đối với toàn bộ thần thiên mà nói, cái đó cũng tượng trưng cho quyền tối cao nắm trong tay, mà hiện giờ quan trọng hơn là phải đạt được chứng thực của thần thiên đời thứ nhất. Bỗng nhiên toàn bộ hư không dường như đều sụp đổ xuống, một luồng lực hấp dẫn cực kỳ mãnh liệt kéo mỗi một đời thần thiên cũng hướng tới phía dưới di động chậm chậm. Cách đó không xa, vẻ mặt của Tiêu Bất Phàm lạnh lùng nhưng không có gấp gáp đi cướp đạp nguyên thủy thần thiên bảng, dựa vào hạn chế tốc độ và trình độ lớn nhất của trạch nguyên tố pháp tắc với toàn bộ thần thiên. Tần Vũ hướng tới Hồng Quân, Cổ Bàn dặn dò nói, nơi này quá mức nguy hiểm, không nên có lòng tham đi cướp đạp quyền trục kia, các ngươi có thể bảo tồn tính mạng mới là điều quan trọng. Cổ Bàn giơ bàn cổ phiên lên,
một luồng luyện hóa lực mãnh liệt lập tức đem toàn thân bao phủ lại, trầm giọng cười nói: "Tam ca yên tâm, chúng ta mới bước vào cảnh giới thần thiên không lâu, như thế nào không biết tự lượng sức mình, lại đi cùng với thượng bộ thần thiên cướp đoạt quyền tối cao nắm trong tay. Thế nhưng thật ra Tam ca, điều này lại là cơ hội của ngươi, phải nắm chắc vào." Tần Vũ khẽ gật đầu: "Ta sẽ cố hết sức." Bỗng nhiên thân ảnh biến mất trong hư không. Toàn bộ thần thiên đang bị lực hãm của nguyên tố pháp tắc căn bản tốc độ di chuyển giảm nhanh, nhưng không ai để ý tới Tiêu Bất Phàm. Tinh thần lực của toàn bộ thần thiên đều tập trung vào việc tranh đoạt nguyên thủy thần thiên bảng. "Quyền tối cao nắm ở trong tay là của ta." Một tiếng cuồng tiếu truyền đến. Một gã thần thiên hoàng phát lục tu đã nắm trong tay thần thiên bảng, mặt có vẻ hết sức kích động. Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, một luồng phong nhận ẩn chứa hỗn độn lực vô tận phá không mà tới, sinh ra một trận rít chói tai. Ngay sau đó, hỏa cầu, lôi quang, thủy long, các loại nguyên tố pháp tắc cùng với linh hồn lực tựa như cuồng phong bão táp mãnh liệt mà bắn tới. Thần thiên hoàng phát lục tu kia tu luyện nguyên tố pháp tắc cũng có cảnh giới thượng bộ thần thiên, nhưng bị nhiều loại pháp tắc như vậy mạnh mẽ bắn tràn ra, gần như ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, liền như vậy bị đánh thành tro tàn, thậm chí ngay cả linh hồn cũng bị đánh thành tan nát. Nguyên thủy thần thiên bảng lại trở thành vật vô chủ, ở dưới sự bao phủ của sương mù màu xanh mênh mông hướng tới phía trên vội vã mà bay đi. Giữa sân, trên khuôn mặt Thiên Khải mang theo một ít mỉm cười, lặng im nhìn trận chiến tranh tranh đoạt quyền tối cao nắm ở trong tay. Trông thấy nguyên thủy thần thiên bảng nhanh chóng hướng lên phía trên mà bay tới, ánh mắt của toàn bộ thần thiên đều tập trung vào nó. Thế nhưng ở nơi này không có bất cứ một gã thần thiên vận dụng lực lượng vũ trụ của bổn nguyên, bởi vì pháp tắc đối với thần thiên mà nói thì không có tác dụng quá lớn. Lại thêm một gã thần thiên mặc trường bào màu đen đi trước một bước bắt được nguyên thủy thần thiên bảng, quyển trục với ánh sáng màu xanh rơi vào trong tay của hắn, hào quang lập tức thu lại, từ bên trong thẩm thấu ra từng tia sáng màu vàng nhạt cực kỳ huyền bí. Tiếng gió rít đến, ánh mắt của những thần thiên còn lại ngay lập tức tập trung ở trên người của hắn. Tên thần thiên áo đen kia hừ lạnh một tiếng thật mạnh, năm ngón tay vẽ ra trong hư không bỗng hiện ra điểm sáng màu xanh cỡ hạt gạo, dày như mưa rơi, bỗng nổ bắn ra, lấy tốc độ kinh người quét sạch toàn bộ hư không. "Không xong, là linh hồn công kích ư?" Trong khi gã thần thiên kia lên tiếng kinh hô, thế nhưng thời gian như chậm dừng lại, điểm sáng màu xanh kia rót vào trong cơ thể phần lớn thần thiên. Nếu như có thể đem sinh mệnh nguyên lực cùng hỗn độn lực dung hợp với nhau thì tự nhiên có thể ngăn cản điểm sáng màu xanh này đối với việc xâm nhập của linh hồn. Thế nhưng những trung bộ thần thiên này không có năng lực chống đỡ lại, theo đó mà ngã xuống, chỉ có một số ít là còn sống. "Nói như thế nào, ta cũng là thượng bộ thần thiên tu luyện linh hồn, nên nguyên thủy thần thiên bảng kia nhất định thuộc về ta." Tên thần thiên áo đen kia có vẻ cực kỳ ngạo mạn, nhưng lời còn chưa dứt thì một đạo phong nhận ẩn chứa vô tận hỗn độn lực màu xanh đen từ trên trời giáng xuống, dựa theo quỹ tích hình xoắn ốc, lấy tốc độ kinh người quét qua thân thể của thần thiên áo đen đó. Phốc một tiếng, tiếng nát thịt sầu muộn khi phong nhận quét qua, không ngờ thần thiên áo đen kia ngay lập tức bị cắt thành hai nửa. Bên trong phong nhận kia dường như còn ẩn chứa linh hồn công kích có trình độ nhất định. Một vệt tàn ảnh lướt qua, phong nhận nguyệt mặc trường bào rách nát màu xám, tay cầm quyền trục, ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua mọi người, trầm giọng nói: "Ai có dũng khí cướp nào?" Sau khi cướp lấy nguyên thủy thần thiên bảng, phong thần nguyệt cùng các thần thiên còn lại bất đồng, cũng không có né tránh mà hắn chọn cách nghênh chiến. Chiến ý trong ánh mắt khiến tất cả mọi người cảm giác được tim họ có chút đập nhanh. Có lẽ với hắn, nguyên thủy thần thiên bảng cũng không là gì, khát vọng của phong thần nguyệt chính là chiến đấu giữa các thần thiên. Cảnh giới thượng bộ thần thiên đỉnh cao đã khiến đại đa số cường giả có cảnh giới thần thiên đều chùn bước. Đột nhiên, một luồng ánh sáng màu vàng phá không vọt lên cao, hiện ra ở trước mặt phong thần nguyệt. Người đó với thân thể trần trụi, toàn bộ bên ngoài da thịt dường như bao phủ một tầng áo giáp sáng màu vàng, nhìn qua cứng rắn đến cực điểm. Trên khuôn mặt anh dũng lộ ra vẻ dữ tợn: "Để ta tới lĩnh hội thực lực của ngươi." Một quyền được đánh ra, lực bạo phát vô cùng dũng mãnh, khiến toàn bộ không gian đều theo đó mà sụp xuống. Trên sân, Tập Thiên Tông nhíu mày cười lạnh nói: "Hỗn độn lực ư? Tuy rằng hắn là thượng bộ thần thiên, nhưng hắn vẫn chưa đạt tới cảnh giới đỉnh cao, nên đối với việc thu phóng lực lượng biến chất cũng kém rất nhiều, thực sự là thất bại."
Thần thiên đời thứ hai là tu luyện hỗn độn lực để đạt tới cảnh giới thượng bộ thần thiên đỉnh. Hắn tuyệt đối có tư cách đánh giá thần thiên có bộ dáng cường hãn kia. Mộng Như Yên lạnh nhạt nói: Thiên Khải đại ca, chỉ vì hắn mà huynh thiết lập thần thiên chiến trường, đáng giá sao? Thiên Khải khẽ cười nói: Đương nhiên là đáng giá rồi. Ngươi phải biết rằng, để trở thành thần thiên tối cao, bất kể xác suất ở trên thiên phú hay là kỳ ngộ đều cực kỳ khó đoán. Có lẽ hàng tỷ diễn kỷ cũng không xuất hiện một người. Quyền tối cao nắm trong tay so với nó cũng là bé nhỏ không đáng kể. Ánh mắt Tập Thiên Tông chợt thu lại nói: Vậy Tiêu Bất Phàm thì sao? Tiêu Bất Phàm đồng dạng cũng có được kỳ ngộ mà người khác không sánh bằng, nhưng về mặt thiên phú lại còn kém một phần. Thế nhưng một phần này lại là trở thành tấm chắn lớn nhất mà hắn không thể đột phá. Thế nhưng bất đồng với hắn là con đường đi của trưởng khống giả đến từ tinh trần thế giới kia. Hắn đã trải qua kỳ ngộ rất nhiều, về mặt tư chất thiên phú cũng không có người nào có thể sánh bằng. Tuy rằng chúng ta nói đây là một canh bạc, nhưng ta nguyện ý đem tất cả đặt ở trên người của hắn, bao gồm tính mạng của những thần thiên. Giọng điệu của Thiên Khải tuy có vẻ rất bình thản, nhưng khiến hai đại cường giả bên cạnh ông cũng không khỏi hiện lên khuôn mặt trắng bệch. Ánh mắt lạnh như băng của Phong Thần Nguyệt nhìn chằm chằm vào thần thiên cường hãn đang điên cuồng đánh ra một quyền kia. Tay áo đang lay động kia chợt cuộn lại, hỗn độn lực vô hình màu đen xám lập tức biến ảo thành một làn sóng khí màu xanh, hình thành một thành lũy chắc chắn ở trước người. Lực lượng bạo phát của hỗn độn biến chất trong nháy mắt bắn phá đến sóng khí màu xanh, lập tức hướng về bốn phía tản rộng ra. Phong Thần Nguyệt bị chấn động toàn thân, không tự chủ được thối lui trăm trượng, hiển nhiên có chút không thể chịu đựng cỗ lực lượng biến chất này. Tốc độ của thần thiên cường hãn kia trong nháy mắt đã nhanh chóng tăng lên tới cực hạn. Trên nắm tay to lớn tràn đầy ra ánh sáng màu vàng chói lóa, liền đánh về phía Phong Thần Nguyệt. Bốn gã thần thiên ở phía sau của hắn cũng đang nhanh chóng phi hành, tiếng gió gào thét lấy khí thế không thể ngăn cản điên cuồng mà hướng tới. Phong Thần Nguyệt như trước vẫn không né tránh, khóe miệng lộ ra một vẻ cười kích động. Tay vừa lật, phía sau chợt dâng lên mấy luồng điện long pha lẫn ánh sáng lôi điện chói mắt nghênh tiếp phía trên. Thần thiên cường hãn kia hiển nhiên nhìn qua có chút khinh thường. Ánh sáng màu vàng từ trên nắm tay nổ bắn ra, lập tức đánh nát một luồng điện long. Liên tiếp vài quyển sau đó, mấy luồng điện long ầm ầm tan nát. Đối mặt với năm tên thần thiên đang điên cuồng xông tới, trên khuôn mặt của Phong Thần Nguyệt vẫn như trước mang theo một chút ý cười, dường như không chút nào lo lắng mà như đang hưởng thụ trận chiến đấu kịch liệt này vậy. Thần thiên cường hãn kia cười lạnh nói: Ta không có nghĩ tới sau khi ngươi cướp lấy thần thiên bảng ngươi còn không chạy, chỉ bằng một mình ngươi đã nghĩ chiến thắng toàn bộ thần thiên, ngươi cảm thấy mình có thể sao? Phong Thần Nguyệt trầm giọng nói: Ta chưa bao giờ nghĩ qua là như vậy. Quyền tối cao nắm trong tay này ta cũng không có tí nào quan tâm. Điều ta muốn chỉ là giết các ngươi mà thôi. Vọng tướng! Thần thiên cường hãn nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng của hỗn độn biến chất vô tận hoàn toàn bạo phát, toàn bộ hư không đều bị che kín bởi một tầng màu vàng nhạt. Phong Thần Nguyệt cau mày, đột nhiên cả người nghênh tiếp lên trên. Ở bên trong sương mù màu vàng đột nhiên tràn ra đủ màu tia sáng, nháy mắt đã lướt qua. Trên sân, Tập Thiên Tông cau mày hừ lạnh nói: Người thất bại đã định rồi. Khóe miệng Mộng Như Yên cũng hiện lên tia mỉm cười. Dung hợp hỗn độn lực với huyền ảo của nguyên tố pháp tắc thì uy lực quả nhiên không giống. Ngay sau đó, bên trong kim quang dần dần tiêu tán, bóng dáng thần thiên cường hãn dần dần hiện ra. Thế nhưng trên thân thể cao lớn kia giờ phút này không ngờ có đầy vết thương, có vết bị phong nhận cắt, có vết bị liệt hỏa làm bỏng, coi như trong nháy mắt chấp nhận bị các loại nguyên tố pháp tắc mãnh liệt mà bắn phá. Cách đó không xa, trường bào của Phong Thần Nguyệt đã rách nát cực hạn, dường như toàn bộ vai phải đều bị một luồng lực lớn xuyên qua, hiện ra một lỗ máu nhìn thấy ghê người. Lập tức một luồng ánh sáng màu trắng sữa quét qua, trong nháy mắt lỗ máu đó đã biến mất không thấy đâu nữa. Có thể trong giây lát chữa trị thân thể của cảnh giới thượng bộ thần thiên đỉnh thì cũng chỉ có sinh mệnh nguyên lực đã dung hợp với hỗn độn lực. Trên sân, ánh mắt của Tiêu Bất Phàm chợt thu lại. Không nghĩ tới thời gian chỉ có 3.000 năm, hắn đã đem địa nguyên tố pháp tắc tu luyện tới mức độ này. Toàn thân của thần thiên cường hãn này đột nhiên run lên, tựa như sao băng rơi xuống, mạnh mẽ rơi ở trên sân. Thiên Khải thản nhiên nhìn hắn, tay phất một cái, từng luồng sáng trắng dịu dàng truyền tới. Vết thương trên toàn thân của thần thiên cường hãn trong giây lát liền được chữa khỏi. Ngươi đã mất đi tư cách
rời đi khỏi nơi này đi. Âm thanh của Thiên Khải có vẻ hết sức lạnh lùng. Thần Thiên Cường Hãn quá sợ hãi cũng rời khỏi Vô Danh Sơn mà không quay đầu lại. Hắn tự nhiên biết mình mới vừa lướt qua con đường sinh tử. Lại một gã thần thiên ngã xuống, giờ phút này còn lại không đến 20 tên thần thiên. Ánh mắt lạnh lùng của họ đều nhìn chằm chằm vào Phong Thần Nguyệt, thế nhưng ai cũng không thiếu suy nghĩ, dám hành động. Vào lúc này, gần như mọi người đều ngừng hô hấp lại. Thế nhưng trong nháy mắt, Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng trong tay của Phong Thần Nguyệt bỗng bay lên, nhẹ nhàng rơi vào trong tay của một người. Người đó mặc trường bào màu đen, một đầu tóc dài phóng khoáng, đúng là Tần Vũ. Bên miệng Tần Vũ lướt qua nụ cười, ánh mắt thản nhiên nhìn Phong Thần Nguyệt nói: Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng này nên trở về với chủ của nó rồi. Con người của Phong Thần Nguyệt trợn lên: Là ngươi? Thế nhưng khí tức của ngươi một chút ta cũng không cảm giác được, chẳng lẽ... Rất hiển nhiên Tần Vũ đã đột phá tới cảnh giới Thượng Bộ Thiên Thần Đỉnh. Không có khả năng, lần trước ta nhìn thấy ngươi thì ngươi chẳng qua là Trung Bộ Thần Thiên, chỉ có 3.000 năm, như thế nào tinh tiến tới mức như vậy? Chẳng lẽ hắn vẫn luôn che giấu thực lực ư? Phong Thần Nguyệt trong lòng thầm đoán, Tần Vũ đúng là đang nhìn hắn cười nhạt. Toàn bộ thần thiên như trước vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu đối phương có cảnh giới Thượng Bộ Thiên Thần Đỉnh, như vậy hậu quả sẽ giống với kết cục của gã thần thiên cường hãn kia. Phong Thần Nguyệt cả giận nói: Chỉ bằng vòng ngươi ư? Lời còn chưa dứt, người đã bắn tới. Dưới tốc độ của phong nguyên tố pháp tắc, nháy mắt đã đi tới trước mặt Tần Vũ. Thế nhưng giờ phút này, dưới chân đột nhiên sinh ra một luồng lực lượng hấp dẫn mãnh liệt. Tần Vũ cùng Phong Thần Nguyệt cũng có chút đứng không vững. Đột nhiên, hiện tại có một bóng người di động trong hư không, đó là Tiêu Bất Phàm. Chiến đấu kịch liệt như vậy, làm sao thiếu ta được? Tiêu Bất Phàm lạnh lùng cười, đột nhiên hét lớn: Ai có thể giành được Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng thì sẽ nhận được sự cố hóa địa nguyên tố pháp tắc của Sơ Nhậm Thần Thiên đại nhân. Toàn bộ thần thiên vừa nghe xong, sắc mặt không khỏi trở lên kinh ngạc vạn phần, trong mắt toát ra vẻ tham lam. Cố hóa địa nguyên tố pháp tắc tương đương với việc trực tiếp đạt được năng lượng dung hợp hỗn độn lực cùng địa nguyên tố pháp tắc. Đại đa số thần thiên ở nơi này đều là thượng bộ thần thiên, có thể nhận được cố hóa địa nguyên tố pháp tắc như vậy cũng có nghĩa là trực tiếp tăng lên tới cảnh giới Thượng Bộ Thần Thiên Đỉnh. Hấp dẫn như vậy thực sự là quá lớn. Trong hư không, ba thần thiên đỉnh cảnh giới đối mặt với nhau, ánh mắt mọi người xung quanh tất cả đều tập trung lên Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng nằm trong tay Tần Vũ. Một hồi kịch chiến như mũi tên đang nằm trên dây cung, chỉ đợi thời cơ mà phát tác. Tần Vũ hơi nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Bất Phàm. Tiêu tiền bối, ngươi... Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ đến Tiêu Bất Phàm lại muốn cướp lấy Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng. Tiêu Bất Phàm cười lạnh nói: Tần Vũ, ngươi phải cẩn thận, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Cũng vào lúc này, một thanh âm trong trẻo vang lên trong óc Tần Vũ: Đánh hết sức đoạt được quyền trưởng khống chí cao để chứng minh bản thân. Chính là âm thanh của Nhất Nhậm Thần Thiên. Ánh mắt Tần Vũ nhất liễm trầm giọng nói: Ta đã hiểu rõ. Quang hoa trong tay chợt lóe lên, một trường kiếm xuất hiện trong tay, tản ra một loại ánh sáng như ánh sao, đó chính là Thiên Phạt Kiếm. Trước mặt thần thiên, Nguyên Thủy Chí Tôn Linh Bảo không có tác dụng quá nhiều, nhưng chỉ cần là thêm được chút ưu thế cũng đủ để thay đổi cục diện. Phong Thần Nguyệt hít một hơi thật sâu, hiển nhiên đã mất đi tính nhẫn lại, giận nói: Bớt xàm ngôn, đánh đi. Xoẹt, một đường cong xẹt qua, tốc độ của Phong Thần Nguyệt cực kỳ kinh người, nhưng điều khiến người khác thấy sợ hãi chính là quỹ đạo chuyển động của hắn. Từ trong hư không nở lên một phiến hình màu xanh tím cùng với một phần trong suốt, lấy thế công cực kỳ sắc bén phân biệt hướng tới Tần Vũ cùng Tiêu Bất Phàm phóng đến. Tiêu Bất Phàm ánh mắt lạnh lùng: Về mặt điều khiển nguyên tố pháp tắc, ngươi vốn là thấp hơn ta một bậc. Sau khi dung hợp hỗn độn lực, sự chênh lệch càng rõ ràng hơn. Lần trước là bởi Thiên Khải đại ca ngăn trở, nếu không ta thực sự đã giết chết ngươi rồi. Trường bào bay lên, đồng thời phóng thích ra một đợt sóng gợn phản lại phiến hình màu xanh tím kia. Bang! Hai cỗ lực lượng đồng thời va vào nhau, thoáng chốc đã tan thành mây khói. Tần Vũ bên cạnh nhíu mày, lập tức lật tay, bên ngoài thân thể nhất thời nổ lên một tầng khí lãnh thanh màu vàng đất. Từ địa nguyên tố pháp tắc trong nháy mắt diễn hóa thành sơn nguyên tố, phiến hình trong suốt kia khi đánh lên tầng khí lãnh thanh nhất thời tan biến, nhưng lực xuyên thấu lại khiến trong lòng Tần Vũ chấn kinh. Sau đó từ địa nguyên tố biến hóa thành thủy nguyên tố pháp tắc, sau khi dung hợp hỗn độn lực, sự mềm dẻo cũng đã tăng lên rất nhiều lần, lực xuyên thấu nhất thời đã bị cản lại.
vù vù vù. Từ bốn phương tám hướng liên tiếp xuất hiện hơn 10 tên thần thiên, nguyên tố pháp tắc, biến đổi hỗn độn vật chất cùng với linh hồn lực giống như cuồng phong, giống giận mà đến. Đại bộ phận đều là thượng bộ thần thiên cảnh giới, tuy nhiên trước mặt cao thủ đỉnh cảnh giới cũng không đáng nhắc đến. Bang một tiếng, Phong Thuần Nguyệt tay phải vừa lộn liền hiện ra một tầng năng lượng màu xanh rêu, sau đó lan ra xung quanh biến thành vòng tròn bảo hộ. Tất cả công kích đều bị vòng tròn này ngăn lại. Điều kỳ lạ chính là dù có bao nhiêu đòn công kích, nó vẫn không hề nhúc nhích. Phong Thuần Nguyệt sắc mặt lạnh như băng, giận dữ thét: "Tất cả cút hết cho ta!" Đột nhiên vòng bảo hộ nổ mạnh, biến ảo thành vô số trường khí vô cùng sắc bén, xạ ra che kín cả trời đất, cơ hồ mỗi một tấc không gian đều có. Thượng bộ thần thiên xung quanh sắc mặt đều trở nên trắng bệch, muốn thoát đi nhưng lại cảm giác được hư không dường như đang biến thành một mảnh đầm lầy, thậm chí hành động còn bị khống chế. Sau một khắc, từng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, mười mấy tên thần thiên bị phong nhận cuốn đến trong hư không, không tự chủ được bạo thối. Có thể thấy được cảnh giới đỉnh cao mạnh mẽ đến như thế nào, chênh lệch không thể nói rõ ràng. "Đã yên lặng rồi, bắt đầu đi." Mái tóc rối bời của Phong Thần Nguyệt cuốn theo gió, vết sẹo hơi nhăn lại trông cực kỳ dữ tợn. Lông mi của Tiêu Bất Phàm trong lúc này hiện lên sát cơ, thân ảnh như thiểm điện bắn ra, chợt một vệt máu tươi xẹt qua hư không. Tần Vũ trong lòng chấn kinh, nhanh thật. Thân ảnh của Phong Thần Nguyệt dường như hơi lay động một chút, đột nhiên tụ bào tan nát, trên cánh tay trần trụi có thể thấy được vết thương sâu tới tận xương, trông mà kinh hãi. Sau một khắc, thân ảnh của Tiêu Bất Phàm xuất hiện phía sau Phong Thần Nguyệt, trầm giọng nói: "Ta đã nói rồi, trên phương diện điều khiển nguyên tố, người vĩnh viễn không thể đạt tới hoàn mỹ. Huyền ảo của nguyên tố, người cũng không có khả năng nắm trong tay toàn bộ. Dù là tốc độ, phòng ngự hay là công kích, người đều không thể nào bằng ta được." Giọng nói của hắn ẩn chứa tự tin kinh người. Đồng tử của Phong Thần Nguyệt có chút mơ hồ, nhưng lại hiện lên một tia hưng phấn. Chiến ý dường như là vô cùng vô tận, xoay người lại nói: "Rất tốt, quyết đấu như vậy mới có ý nghĩa. Vậy phải để ta xem so với ngươi, ta rốt cục chênh lệch thế nào." Tần Vũ đang ở bên ngoài, quang hoa của Thiên Phạt Kiếm cũng đã thu về, thế nhưng bù lại phóng thích ra một tia ánh sáng màu xanh tím, hiển nhiên là đã dung hợp với phong nguyên tố pháp tắc. Sóng gió cả hư không cũng theo đó mà nổi lên, lần lượt chấn động hình thành một phiến hình sóng gợn, trong khoảnh khắc bao phủ lấy hai người. Khóe miệng của Tiêu Bất Phàm hiện lên một nụ cười: "Hảo, để ta xem trong chúng ta ai có thể sống sót đây." Chợt có tiếng xé gió vang lên, Tần Vũ cùng Phong Thần Nguyệt lần lượt thay đổi vị trí. Tiêu Bất Phàm tốc độ nhanh hơn, trong lúc này đuổi theo hai người. Ba cú lực lượng hung hăng va vào nhau tại một điểm, chỉ sau khi tiếp xúc một khắc đã nổ mạnh, năng lượng khổng lồ bộc phát hình thành vô số đoàn khí lưu bắn ra. Đỉnh núi phía xa xa nhất thời bị đánh tan thành, cả Vô Danh Sơn cũng rung động kịch liệt. Sắc mặt của Phong Thần Nguyệt khiếp hãi, khóe miệng lúc này tràn ra một dòng máu tươi, trong óc vẫn còn vọng lại tiếng bạo khí kia, thất kinh nói: "Không hổ là trạng thái cực hạn, sau khi dung hợp hỗn độn lực lại có thể phát huy tới mức này." Cúi đầu nhìn lại, trường bào đã lát bấy, da thịt trước ngực cũng đã lát bấy, một tia sinh mệnh nguyên lực bắt đầu khởi động, tuy nhiên tốc độ khôi phục rất chậm, hiển nhiên linh hồn đã bị thụ thương. Cách đó không xa, Tần Vũ cùng Tiêu Bất Phàm vẫn đang giằng co, thần sắc hai người đều cực kỳ nghiêm trọng. "Xem ra trên phương diện dung hợp nguyên tố pháp tắc với hỗn độn lực, người đã làm rất khá, nhưng về phần vận dụng vẫn còn một chút thiếu sót." Tiêu Bất Phàm lạnh nhạt nói. Tần Vũ hít vào một hơi thật sâu, mới vừa rồi giao thủ có thể nhận định Tiêu Bất Phàm vận dụng nguyên tố pháp tắc rõ ràng cao hơn mình một cảnh giới. Lúc này Phong Thần Nguyệt thong thả di chuyển thân thể, một cỗ uy áp thấu phát ra bao phủ toàn bộ hư không. Tầng khí lãng thanh bao phủ mặt ngoài cơ thể này nay đã từ từ biến mất thành các dải sáng màu sắc kỳ dị. "Tần Vũ, ngươi phải cẩn thận một chút." Tiêu Bất Phàm cười nhạt một tiếng, đột nhiên bàn tay xòe ra, một đoàn khí lưu màu lam xuất hiện trên năm đầu ngón tay, khiến người ta có cảm giác nhu hòa. Tần Vũ thầm nghĩ, địa nguyên tố có thể diễn hóa toàn bộ, chẳng lẽ hắn muốn đem tất cả nguyên tố pháp tắc dung hợp một chỗ ư? Nếu thực sự là như thế, Phong Thần Nguyệt lần này rất có thể sẽ dốc toàn lực. Thế nhưng muốn dung hợp 7 loại nguyên tố pháp tắc, muốn hoàn toàn điều khiển được chúng là điều cực kỳ khó khăn. Điểm này cho dù là Tần Vũ cũng không thể chắc chắn thực hiện một cách hoàn mỹ được.
Quả nhiên, các dải sáng đủ màu sắc kia tụ lại, phiêu phủ trên mỗi một tấc không gian. Sắc mặt của Phong Thần Nguyệt có chút trắng bệch, toàn thân như đang run rẩy. Trong khí lưu màu sắc rực rỡ, toát ra hơi thở bạo ngược vô cùng. Tận đáy lòng Tần Vũ thầm nghĩ, quả nhiên Phong Thần Nguyệt lần này dung hợp bảy loại nguyên tố pháp tắc rất khó khăn. Một mặt, Phong Thần Nguyệt nắm giữ hỗn độn lực dung hợp với địa nguyên tố pháp tắc còn chưa được bao lâu, mặc dù diệt sát rất nhiều thần thiên nhưng trạng thái điều khiển vẫn chưa đạt tới đỉnh điểm. Mà mặt khác, hắn không phải là chạm sát nguyên tố pháp tắc chi thần mà trở thành thần thiên, đối với trạng thái điều khiển nguyên tố pháp tắc hiển nhiên không thể đạt tới cực hạn. Trong khoảnh khắc, nguyên tố khí lưu bạo ngược vào lúc này rời khỏi tầm quyền sát của Phong Thần Nguyệt, giống như ngựa hoang đứt dây cương, tuy nhiên năng lượng lại giảm đi rất nhanh. Đột nhiên, Tiêu Bất Phàm lặng lề hừ lạnh một tiếng, thân thể cứ thế nghênh đón. Ánh mắt của Tần Vũ cũng lóe lên tia lãnh quang, từ thân thiên phạt kiếm nổi lên lưu quang ba màu, hỏa, lôi, phong, ba loại nguyên tố pháp tắc công kích cực mạnh đang không ngừng dung hợp quán thông, từ mũi kiếm biến ảo thành một tầng sóng gợn ba màu. Trong nháy mắt lúc này chính là cơ hội, thời cơ phá giải tốt nhất. Ầm ầm một hưởng, cả người của Phong Thần Nguyệt đều bị cỗ lực lượng kỳ dị đánh bay ra ngoài. Tiêu Bất Phàm lặng lặng đứng trong khí lưu bạo ngược màu sắc rực rỡ kia, phảng phất là chúa tể của nguyên tố pháp tắc, toàn thân thấu phát ra khí thế vô cùng mãnh liệt. Một kiếm rất lợi hại. Tần Vũ đứng bên cạnh nhìn Phong Thần Nguyệt bị đánh bay ra ngoài liền nói, thế công của ngươi cũng rất lợi hại, nếu không vì một kiếm của ta đã phá giải phần nhiều lực lượng của nguyên tố pháp tắc thì hắn không chỉ thương tổn đến mức này đâu, thậm chí ngay cả linh hồn cũng đã đều bị xé rách rồi. Tiêu Bất Phàm hừ lạnh một tiếng nói, muốn giết hắn ư? Rất đơn giản thôi. Ngươi có còn nhớ chính ta là người đã dạy ngươi không? Tần Vũ khẽ gật đầu, cũng là vì muốn cùng ta đại chiến một trận thật thống khoái hàm sướng, không phải sao? Nói hay, ta chính là muốn cùng ngươi đại chiến một hồi. Thế nhưng Tần Vũ, ngươi phải hiểu rõ, nếu như thua, không chỉ có giao ra nguyên thủy thần thiên bảng mà ngay cả tính mạng của ngươi cũng phải vứt bỏ. Tần Vũ thần sắc khẽ biến, cúi đầu nhìn Thiên Khải đang ở trên tế đàn một cái. Thiên Khải thần sắc lãnh đạm, đột nhiên khóe miệng hiện lên nụ cười có ẩn ý, hướng tới Tần Vũ khẽ gật đầu. Tần Vũ ánh mắt nhất liễm, trầm giọng nói, hảo, muốn chiến ư? Ta phụng bồi. Trên tế đài, Hồng Quân, Cổ Bàn cùng vô số thần thiên tận đáy lòng đã khiếp sợ vô cùng. Chiến trường khốc liệt như vậy căn bản không dành cho họ. Nhậm Thiên Tuyệt giờ phút này đứng bên cạnh hai người, đối với nguyên thủy thần thiên bảng hắn không có chút hứng thú nào, giúp Tần Vũ bảo vệ bọn họ mới là trọng yếu. Phong Thần Nguyệt bị đánh bay đi, thân thể cùng linh hồn bị pháp tắc chi lực cắn trả, đã không còn khả năng tái chiến nữa, lặng lề ngã trên mặt đất. Thiên Khải thản nhiên nhìn hắn một cái, bàn tay phất qua, sinh mệnh nguyên lực kinh người rót vào trong thân thể của Phong Thần Nguyệt, thoáng chốc đã hoàn toàn khôi phục. Phong Thần Nguyệt hấp tấp đứng dậy, nhìn đệ nhất thần thiên nét mặt kinh hãi. Thiên Khải cười nhạt một tiếng, khổ cho ngươi rồi, lui xuống trước đi, chàng quyết chiến kia đã không thuộc về ngươi nữa rồi. Phong Thần Nguyệt cơ mặt giật giật nhưng không có phản bác gì. Trong hư không, Tần Vũ cùng Tiêu Bất Phàm vẫn còn đang giằng co. Hai người đều là thượng bộ thần thiên đỉnh cảnh giới, lại có được trạng thái cực hạn, trường sinh tử quyết chiến khẽ chạm đã phát. Tiêu Bất Phàm ánh mắt nhất liễm, trầm giọng nói, Tần Vũ, đối với ta và ngươi chỉ cần một chiêu, hơn nữa cũng chỉ có một chiêu. Tần Vũ nhíu mày thật sâu, một chiêu? Đột nhiên hỗn độn vật chất ẩn núp trong không gian mấy ngàn dặm xung quanh tụ lại với tốc độ kinh người, lấy Tiêu Bất Phàm làm tâm, trong nháy mắt diễn hóa thành khí lưu màu đen phiêu phủ chung quanh hắn. Đột nhiên bên trong khí lưu hiện ra một dải sáng đủ màu sắc, một cỗ lực lượng nguyên tố khủng khiếp phả vào mặt. Tần Vũ thần sắc đại biến, người cũng muốn bắt chước Phong Thần Nguyệt dung hợp bảy loại nguyên tố pháp tắc ư? Tiêu Bất Phàm ha ha cười to, ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo vô cùng nói, người nên biết rằng ta không phải Phong Thần Nguyệt, ta có trạng thái điều khiển cực hạn của nguyên tố pháp tắc. Ngươi cho rằng nguyên tố pháp tắc lại thoát khỏi sự điều khiển của ta sao? Nếu là có thể điều khiển một cách hoàn mỹ, sau khi dung hợp hỗn độn lực với bảy nguyên tố pháp tắc mà không để năng lượng tiêu tán, thì vô luận là công phòng đều đạt tới trạng thái cực kỳ đáng sợ. Mới vừa rồi chính là bởi Phong Thần Nguyệt mất đi khả năng điều khiển, cho nên mới để cho Tiêu Bất Phàm cùng Tần Vũ thừa cơ tìm được sơ hở mà cho một kích.
Nhưng hiện tại là Tiêu Bất Phàm thi triển, tình hình cũng không giống lúc trước nữa. Mặc dù Phong Thần Nguyệt đều là thượng bộ thần thiên đỉnh cảnh giới, nhưng đối với điều khiển nguyên tố pháp tắc chính là khác nhau một trời một vực. Tiêu Bất Phàm hai bàn tay giơ lên, lưu quang vô tận màu sắc rực rỡ đồng thời nổi lên từ trên đỉnh đầu hắn, biến ảo thành một kiếm quang rất lớn, phóng tích khí tức khiếp sợ, uy áp vô hình bao phủ toàn bộ Vô Danh Sơn. Cấm chế bao trùm Vô Danh Sơn kia dường như cũng không thể tiếp nhận nổi, liền phát ra những tiếng trầm muộn, từng mảng cự thạch nứt ra rơi xuống chân núi. Mộng Như Yên sắc mặt khẽ biến, ôn nhu nói: "Không hổ là trạng thái điều khiển cực hạn nguyên tố pháp tắc, Thiên Tông đại ca, người có khả năng tiếp nhận hay không?" Tập Thiên Tông nhíu mày trầm giọng nói: "Đón không được." Thiên Khải cười nhạt một tiếng, dường như rất có hứng thú xem trận quyết chiến này, lên tiếng: "Như Yên, Thiên Tông, hai người các ngươi đi giúp Bất Phàm." "Dạ." Giờ khắc này cả thiên địa phảng phất cũng theo đó mà ảm đạm, nguyên tố lực lượng ẩn chứa hỗn độn lực khủng khiếp quanh quẩn bên người Tiêu Bất Phàm. Thải sắc quang kiếm kia nhìn qua càng thêm sắc bén. Thần sắc của Tần Vũ trở nên nghiêm trọng dị thường, tận đáy lòng cảm giác được sự bất an, dường như không có tự tin để đón một kiếm này. Nếu muốn phá giải công kích của bảy nguyên tố pháp tắc dung hợp này, phải có được lực lượng tương tự. Thế nhưng ta mới dung hợp địa nguyên tố pháp tắc chưa lâu, hơn nữa nó lại là yếu tố quan trọng nhất trong 6 loại nguyên tố, muốn ngăn cản một kích kia đích thực là khó khăn. Đột nhiên cuồng phong nổi lên, thân ảnh của Tiêu Bất Phàm đột nhiên di động, tốc độ không nhanh nhưng mang lại cho người ta một ảo giác như một ngọn núi lớn di chuyển. Vô tận nguyên tố lực lượng cùng hỗn độn lực giáp tạp nhau đồng thời nổ lên, ở xung quanh kiếm mang hình thành một cơn lốc như thủy triều phô thiên cái địa mà cuốn đến, cả hư không trở nên méo mó, hiện ra từng vết nứt sâu hoắm. Nguyên tố lực phảng phất phong tỏa không gian xung quanh ngàn dặm, Tần Vũ thậm chí ngay cả cảm giác vũ trụ bổn nguyên lực cũng không thể, lại không thể trốn tránh, chỉ có thể đón đỡ. Thiên phạt kiếm giơ lên cao, đồng thời nổ lên đạo lưu quang bảy sắc, bảy nguyên tố pháp tắc lấy thiên phạt kiếm làm tâm, lưu chuyển rất nhanh. "Hảo tiểu tử, tới tiếp ta một quyền đi." Đột nhiên thân ảnh Tập Thiên Tông xuất hiện trong hư không, một quyền oanh xuất, lực lượng cương mãnh vô cùng nổ mạnh, khiến cả hư không cũng trở nên đông cứng lại. Tuy nhiên cỗ lực lượng bạo tạc kia dưới sự điều khiển của hắn không hề suy chuyển một chút nào, vẫn bị nén lại trong khoảng không gian một thước, hướng Tần Vũ giống giận mà đến. Cùng lúc đó, một tia sáng xanh từ bốn phương tám hướng cuốn đến, còn chưa tới gần Tần Vũ đã cảm giác được linh hồn đang chấn động kịch liệt, vội vàng từ trong địa nguyên tố diễn hóa sinh mệnh nguyên lực dung hợp với hỗn độn lực, hình thành lớp phòng ngự bên ngoài thân thể, lúc này mới ổn định trở lại. Thân ảnh kiều mị của Mộng Như Yên phiêu phủ cách đó không xa, nhẹ nhàng nói: "Tần Vũ đệ đệ, người cũng phải cẩn thận." Nguyên tố pháp tắc biến đổi hỗn độn vật chất cùng với linh hồn công kích, tất cả đều hướng tới Tần Vũ. Tần Vũ sắc mặt lạnh lùng, đem toàn lực chém ra một kiếm. Các lưu quang đủ màu sắc trên mũi kiếm nhất thời bành trướng. Tuy nhiên, khi cùng kiếm quang kia tiếp xúc trong một sát na, lại vang lên một âm thanh trầm muộn. Thiên phạt kiếm tấc tấc gãy lìa, thậm chí bị đứt thành 9 đoạn. Một cỗ nguyên tố lực lượng bạo hãn như biển trong nháy mắt tràn vào cơ thể Tần Vũ. Đồng tử trợn tròn nhìn kiếm quang kia đang với tốc độ kinh người phóng tới ngực mình. Thoáng chốc, lực lượng bạo phá của biến đổi hỗn độn chất cùng vô tận thanh sắc quang tuyến đã tiến đến. Lớp phòng ngự được hình thành từ sinh mệnh nguyên lực cuối cùng cũng tan rã rất nhanh. Xem ra tốc độ của kiếm quang cũng không nhanh, thế nhưng chỉ cần mấy lần hô hấp lại có thể dễ dàng xuyên thủng ngực. "Đã kết thúc rồi sao?" Tận đáy lòng Tần Vũ dâng lên một tia tuyệt vọng. Tuy nhiên đúng vào lúc này, thanh âm già nua của Thiên Khải lại vang lên trong đầu hắn. "Ở trong nguyên thủy vũ trụ, vô luận là tu luyện linh hồn, nguyên tố pháp tắc hay là biến đổi hỗn độn vật chất, hỗn độn mới chính là bổn nguyên lực của tất cả, mới là cơ sở tạo nên nguyên thủy vũ trụ. Thiên nguyên tố pháp tắc cũng chính là từ quy tắc của nguyên thủy vũ trụ diễn hóa mà thành, bao dung hết thảy. Bổn nguyên lực gần như chỉ là một phần của nó, nên như thế nào có thể dung hợp cơ sở kia cùng với quy tắc đó lại một chỗ đây? Nghĩ lại đi." "Hỗn độn lực, thiên nguyên tố pháp tắc, như thế nào dung hợp hỗn độn lực vào thiên nguyên tố pháp tắc để nắm trong tay cả quy tắc của nguyên thủy vũ trụ đây?" Đúng vào lúc này, Tần Vũ giống như ngộ ra điều gì đó, vô tận hỗn độn lực dưới sự điều khiển của hắn lấy tốc độ khiếp người kéo dài ra bốn phía, chỉ trong nháy mắt đã bao trùm cả Vô Danh Sơn.
Song từ đoàn khí lưu màu đen này, Tần Vũ cảm giác được quy tắc nào đó đang vận chuyển. Trong chốc lát, ánh mắt Tần Vũ chìm vào một ảo ảnh mê ly, cơ thể bị bao phủ trong tầng hỗn độn chất sền sệt, nhưng phản phất cảm giác nó không tồn tại. Cả nguyên thủy vũ trụ vào giờ khắc này dường như trở nên cực kỳ nhỏ bé, tất cả giống như nằm trong lòng bàn tay vậy. Ta như thế nào lại tới đây? Tần Vũ kinh hãi thất sắc, mới vừa rồi vẫn còn đang trong sinh tử quyết chiến, thoáng cái đã tới một địa phương xa xôi rộng lớn trong vũ trụ. Cách đó không xa, Thiên Khả lặng yên đứng đó, khóe miệng mỉm cười. Xem ra cuối cùng ngươi đã đốn ngộ rồi. Tần Vũ thấy Thiên Khải gật đầu. Đa tạ Thiên Khải đại ca đã chỉ điểm. Thế nhưng tới bây giờ Tần Vũ vẫn còn cảm giác kỳ lạ. Hiện tại hắn đã nhận ra được quy tắc vận chuyển của cả nguyên thủy vũ trụ, tạo hóa ảo diệu. Hỗn độn lực chính là hỗn độn tinh túy, cũng là bổn nguyên cấu thành nên nguyên thủy vũ trụ này. Mà thiên nguyên tố pháp tắc cũng chính là do nguyên thủy vũ trụ hình thành. Dung hợp chính là lấy thiên nguyên tố thông qua hỗn độn lực nắm trong tay quy tắc nguyên thủy vũ trụ. Như vậy là có thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của hết thảy năng lượng, hết thảy trói buộc của pháp tắc, trở thành chí cao thần thiên. Tần Vũ cả kinh nói. Như vậy trở thành chí cao thần thiên, dù không có nguyên thủy thần thiên bảng cũng có được quyền trưởng khống giả chí cao hay sao? Chẳng lẽ ngươi còn không cảm giác được sao? Trong nguyên thủy thần thiên bảng ghi lại phần lớn tin tức của cả nguyên thủy vũ trụ, nhưng đối với quy tắc nguyên thủy lại gần như chỉ là lớp vỏ ngoài mà thôi. Tần Vũ ngươi phải hiểu rõ, pháp tắc có thể nắm trong tay, cũng có thể thay đổi, nhưng chung quy vẫn nằm trong chế định tiềm tại của cả nguyên thủy vũ trụ, không cách nào thay đổi. Có điều từ việc hiểu rõ quy tắc, chúng ta có thể thay đổi một số chuyện, thế như là thần kiếp chẳng hạn. Thì ra là vậy. Tần Vũ có chút bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng. Thật tốt là Thiên Khải đại ca đã dẫn ta tới nơi này, nếu không thực sự đã chết dưới nguyên tố công kích của Tiêu tiền bối rồi. Thiên Khải đạm nhiên nói. Là ta để Tiêu Bất Phàm làm như vậy, cùng với Tập Thiên Tông, Mộng Như Yên toàn lực phát động công kích với ngươi đều là ý của ta. Vì chính để ngươi ở bên bờ tử vong mà lĩnh ngộ được dung hợp hỗn độn lực với thiên nguyên tố. Ngươi tới nơi này cũng không phải do ta, mà là tự ngươi tới. Ta tự đi tới ư? Tần Vũ có chút không thể nào tin nổi. Hắn nhớ rất rõ ràng, lúc ấy không gian đã hoàn toàn bị phong tỏa, không thể cảm giác được một chút bổn nguyên lực nào, thì sao có thể thuấn di rời đi đây? Muốn thành một chí cao thần thiên đúng là rất khó khăn, vô luận là tư chất thiên phú hay là nỗ lực bản thân cũng không thể thiếu được. Nhưng quan trọng nhất vẫn là kỳ ngộ. Ngươi cùng Tiêu Bất Phàm đều là người có được kỳ ngộ, nhưng về mặt thiên phú lại có sự khác biệt, cho nên ta có thể cảm giác được chỉ có ngươi có thể trở thành chí cao thần thiên. Bất cứ năng lượng hay pháp tắc gì trước mặt ngươi đều không chịu nổi một kích. Nó không phải đối với linh hồn, mà là tùy ý niệm mà sáng tạo ra. Thiên Khải phất tay một cái, sau một khắc Tần Vũ đã trở lại trên bầu trời Vô Danh Sơn. Kiếm quang kia ngay lúc này đã chạm đến ngực hắn. Lực lượng bạo tạc của biến đổi hỗn độn chất cùng với thanh sắc quang tuyến điên cuồng gào thét quanh thân thể. Sống chết vào lúc này giống như chỉ cách nhau một đường chỉ. Đồng tử Tần Vũ co lại thành một điểm nhỏ lấp lóe lánh quang. Một cỗ y áp kỳ dị đột nhiên tản ra rất nhanh. Tất cả lực lượng vào giờ khắc này phảng phất như đồng thời tan rã. Phía dưới Vô Danh Sơn chợt phát ra những tiếng ầm ầm vang dội. Lực lượng cấm chế của Thiên Khải bố trí trong nháy mắt đã bị phá, ngọn núi cũng theo đó mà sụp đổ. Nhậm Thiên Tuyệt ánh mắt nhất liễm quay sang Hồng Quân cùng Cổ Bàn nói: "Mau rời khỏi đây." Tuy nhiên, lời còn chưa dứt, cỗ uy áp mãnh liệt kia đã trùm lấy bọn họ, phảng phất cả cơ thể hoàn toàn bị đóng băng. Cùng lúc đó, tất cả thần thiên tại Vô Danh Sơn đều bị cỗ uy áp kia phong tỏa, đừng nói là diễn hóa nguyên tố pháp tắc, vận dụng biến đổi hỗn độn vật chất, thậm chí là cử động ngón tay cũng là cực kỳ khó khăn. Giống như bị giam cầm trong một không gian vô hình, ý chí bản thân hoàn toàn đã mất hết. Trong tình trạng này, Tần Vũ muốn giết bất luận kẻ nào cũng dễ như trở bàn tay. Thải sắc quang kiếm biến đổi hỗn độn vật chất cùng với ánh sáng của thanh sắc quang tuyến, tất cả khi chạm đến cơ thể Tần Vũ trong một sát na, dưới ý chí uy năng đều bị nghiền cho nát bấy. Chỉ trong chốc lát, tất cả đã tan thành mây khói. Tần Vũ hô sất một hơi, đối với cô ý chí uy năng kia hiển nhiên không có cảm giác gì. Cách đó không xa, sắc mặt của Tiêu Bất Phàm trắng bệch, nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười nhạt nói: "Xem ra Thiên Khải đại ca nói không sai,
Ngươi quả nhiên là người duy nhất có thể trở thành chí cao thần thiên. Thiên phú có chút chênh lệch cũng khiến ta vĩnh viễn không thể đạt tới bước này. Tốt quá, tất cả đã kết thúc rồi. Tập Thiên Tông hét lớn một tiếng. Mộng Như Yên bên cạnh dường như cũng bị ảnh hưởng bởi cỗ ý chí uy năng này mà khó ở. Mái tóc rối bời, trong ánh mắt toát ra một tia than vãn. Tần Vũ nhìn ba người chắp tay nói: đa tạ các vị. Ngươi không cần phải đa tạ ta, có thể quyết chiến hàm xứng một hồi như vậy ta đã mãn nguyện rồi. Tiêu Bất Phàm đạm nhiên nói. Lập tức mọi người đi tới thông đạo bên trong Vô Danh Sơn. Ngọn núi rõ ràng đã bị nứt vỡ, nhưng dường như dưới sự sắp xếp của Thiên Khải cho nên cũng không hoàn toàn bị phá hủy. Thiên Khải cười nói: Tần Vũ, hỗn độn lực dung hợp với nguyên tố pháp tắc, ngươi đã cảm giác được gì? Tần Vũ khẽ cau mày, trầm giọng nói: hỗn độn là cơ sở cấu thành nên nguyên thủy vũ trụ, lấy hỗn độn lực dẫn đường mới có thể cảm giác được quy tắc vận chuyển của cả nguyên thủy vũ trụ. Lúc đầu Thiên Khải đại ca nhất định đã biết được nguyên thủy trục tâm băng hủy, nên mới kiến tạo ở đâu đó một vân thạch ẩn chứa sinh cơ trong thần thiên mộ địa, cũng vì để chờ đợi một ngày nào đó một lần nữa sáng tạo lên nguyên thủy trục tâm, nhờ cỗ lực lượng này trọng sinh, dùng cách đó để phá trừ thần kiếp. Thiên Khải gật đầu mỉm cười: người nói đúng, một chí cao thần thiên như ta, vô luận là thần kiếp hay là nguyên thủy trục tâm băng hủy, cùng với mọi sự phát sinh sau ngàn vạn diễn kỷ, ta đều có thể biết được. Tuy không cách nào có thể thay đổi, nhưng chúng ta có thể cải biến kết quả. Thần thiên chi chiến rốt cục nên kết thúc như vậy thôi. Phụ thân, Tam ca. Lúc này Hồng Quân cùng Cổ Bàn đều bay lên, Nhậm Thiên Tuyệt cũng theo phía sau. Ba người đều kích động ôm chầm lấy nhau. Tần Vũ thở dài thật sâu: cuối cùng đã kết thúc rồi, chúng ta cũng nên trở về. Nhiều năm tư niệm như vậy, Tần Vũ không thể đợi được nữa, muốn trở về ngay bên trong Tử Huyền Phủ. Thiên Khải phất tay một cái, nguyên thủy thần thiên bảng đã phiêu phủ bay vào trong tay của hắn. Người hôm nay đã là chí cao thần thiên, nếu như có thể nắm được quy tắc vận chuyển của cả nguyên thủy vũ trụ, tất nhiên cũng sẽ không cần nguyên thủy thần thiên bảng nữa. Thần thiên tân nhiệm ta đã có sắp xếp, vạn năm sau sẽ lựa chọn quyền trưởng khống giả chí cao. Tần Vũ cười nhạt một tiếng, nhìn Hồng Quân cùng Cổ Bàn một cái nói: có nghe không, các ngươi cần phải cố gắng hơn nữa. Hồng Quân cùng Cổ Bàn đều gật đầu. Thiên Khải đại ca, xem ra ta phải rời đi rồi. Được, không lâu nữa ta sẽ ở nguyên thủy vũ trụ khai thích một tinh vực, rảnh rỗi thì tới thăm ta. Nhất định là như vậy. Tần Vũ dứt lời đi tới bên cạnh Tiêu Bất Phàm cùng Nhâm Thiên Tuyệt chắp tay nói: 3000 năm qua đa tạ nhị vị tiền bối đã chỉ giáo. Nhậm Thiên Tuyệt ha ha cười: đa tạ cái gì chứ, thành tựu của ngươi hôm nay hoàn toàn là nhờ vào tư chất thiên phú, chúng ta không giúp gì được nhiều đâu. Tiêu Bất Phàm đạm nhiên nói: mau mau trở về đi, mọi chuyện đã kết thúc rồi, nhất định có người đang đợi ngươi. Tần Vũ khẽ khẽ gật đầu, dẫn theo Hồng Quân cùng Cổ Bàn rời khỏi Vô Danh Sơn. Bên trong Tử Huyền Phủ, Khương Lập lặng lẽ ngồi trước cửa ngắm ánh trăng trên vòm trời, lông mi lúc này thấu xuất một tia sầu tự. Những năm gần đây, mỗi đêm nàng đều ngồi tại chỗ này cùng đợi bọn họ trở về, không phát hiện hai bên tóc mai đã lấm tấm bạc. Lúc này Tần Tư đi tới khoác lên người nàng một chiếc áo nói: mẫu thân, chúng ta về đi. Khương Lập khẽ thở dài nói: ta còn muốn ngủ lại, Nghiên Nhi đâu rồi? Tần Tư ngồi xuống bên cạnh nói: theo Tình Nhi đi đâu đó rồi, mẫu thân không biết phụ thân bao lâu nữa mới có thể trở về được đây. Lời này những năm gần đây chẳng biết đã nói bao nhiêu lần, nhưng câu trả lời của Khương Lập thủy chung như một: không lâu nữa ta có thể cảm giác được, Vũ ca sẽ nhanh trở về thôi. Đột nhiên vào lúc này, một hơi thở quen thuộc ầm ầm xuyên thấu trong đầu nàng, linh hồn như kịch liệt rung chuyển. Khương Lập mở to đôi mắt, toàn thân run rẩy, hai hàng nước mắt không thể cưỡng lại trào ra. Tần Tư tự hồ cũng cảm giác được khí tức nọ, run run nói: là phụ thân phải không? Lúc này trong hư không chợt xuất hiện năm bóng người. Tần Vũ mặc hắc bào, khuôn mặt khôi ngô nhưng lại phát ra khí thế đỉnh thiên lập địa. Bên cạnh hắn chính là Hồng Quân, Huống Thiên Minh, Cổ Bàn cùng với Tôn Ngộ Không. Lập Nhi! Tần Vũ bước xuống, chỉ một bước đã xuất hiện trước mặt Khương Lập, ôm nàng thật chặt vào lòng. Vũ ca! Khương Lập kìm nén nhớ thương đã mấy ngàn năm, lúc này không hề giữ lại phát ra, nước mắt ướt đẫm vạt áo của Tần Vũ.
Đại ca, mẫu thân! Hồng Quân đi tới, cả nhà cùng ôm nhau thật chặt. Ba người kia thấy vậy, trong đôi mắt cũng có gì đó ươn ướt. Tiểu Quân! Một nữ tử xinh đẹp đi ra, bên cạnh nàng còn có một nam tử cao lớn, lông mi có vẻ phần giống với Hồng Quân. Hồng Quân thấy La Băng, lại nhìn nam tử kia, cả kinh nói: Kia, đây là hài tử của ta sao? Tần Sơ Thần ngày trước là một thiếu niên, nay đã sớm trở thành một nam tử hán đỉnh thiên lập địa. La Băng vỗ vỗ vai Sơ Thần, cố nén nước mắt nói: Sơ Thần, mau gọi phụ thân đi. Tần Sơ Thần nhìn qua cũng biết, vô cùng kích động, lớn tiếng nói: Phụ thân! Hồng Quân cười nói: Hảo, hảo, hài tử của ta. Lúc này, Băng Nghiên nắm tay một nữ tử tuyệt sắc đi ra. Trong phút chốc trông thấy Tần Vũ, nước mắt cũng cứ thế mà tuôn, gục đầu vào trong ngực Tần Vũ. Ra ra, tình nhi đã là thần vương, người đã nói sẽ đưa ta tới, tới nơi đó mà. Nháy mắt thoáng qua, tiểu nha đầu Tần Tình Nhi hôm nay đã xinh đẹp tuyệt luân như vậy. Nàng còn nhớ rõ hứa hẹn của Tần Vũ lúc trước. Sau khi nàng đạt tới thần vương cảnh giới, sẽ đưa nàng tới nguyên thủy vũ trụ xông pha một phen. Tần Vũ tự ái vuốt mái tóc của nàng cười nói: Đi, mọi người đều đi. Trên dưới Tử Huyền phủ hoan hỉ, náo nhiệt phi thường. Hắc Vũ cùng Hầu Phí tất cả đều đã tới, muốn lập tức tới gặp huynh đệ của mình. Giờ khắc này tất cả đã đoàn tụ. Không lâu sau, trong Bắc Thần vũ trụ, Tần Vũ, Hồng Mông cùng Lâm Mông sóng vai đứng đó, ngắm nhìn vũ trụ không gian vô tận. Hồng Mông mặc một chiếc áo choàng, đột nhiên lắc đầu, thở dài cười nói: Đây là nguyên thủy vũ trụ diễn sinh tất cả sao? Không nghĩ tới ta sáng tạo vũ trụ không gian bất quá chỉ là một trong ước vạn tinh trần thế giới mà thôi. Lâm Mông dường như cũng vô cùng khiếp sợ. Vô luận là trình độ ổn định của không gian hay là vũ trụ bổn nguyên lực, tất cả đều đạt tới hoàn mỹ. Bên trong nguyên thủy vũ trụ, bởi vì pháp tắc hạn chế khiến cho Hồng Mông cùng Lâm Mông không cách nào tiến hành thuấn di. Tần Vũ cười nói: Nguyên thủy vũ trụ vốn đã tồn tại, có thể nói là vũ trụ chủ của tất cả tinh trần vũ trụ. Trình độ ổn định hay tất cả cái gì khác đều không thể sánh bằng, không thể bị đánh phá, chỉ có thể khai tích tinh vực hay sáng tạo thay đổi pháp tắc thôi. Bây giờ đệ đã mang Tử Huyền phủ tới Bắc Thần vũ trụ. Hồng Mông ánh mắt nhất liễm, phất tay cười nói: Như vậy chúng ta cũng tới đây. Sống trong Hồng Mông vũ trụ đã trầm tịch bao nhiêu diễn kỷ, đã tới lúc xông xáo một phen rồi. Ba người liếc mắt nhìn nhau, cất tiếng cười to. Tiếng cười quanh quẩn khắp Bắc Thần vũ trụ, rộng lớn vô ngần. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 116 kết thúc tại đây. Và tập 116 cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến. Rất mong quý vị sẽ luôn ủng hộ cho kênh để kênh có thể phát triển hơn về sau này. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở trong các bộ truyện khác.